Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện tại đang làm giám đốc một phòng khám sản phụ khoa và đồng thời cũng là chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé với hơn 10 năm kinh nghiệm. Và như chúng ta cũng đã biết, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ sẽ cung cấp cho các em bé của chúng ta một hệ miễn dịch phát triển toàn diện cho con của chúng ta cao lớn và thì chống táo bón. Chính vì thế mà thì nếu có điều kiện thì chắc chắn là chúng ta sẽ nên cho con của chúng ta bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Nhưng cũng vì một số lý do nào đó, khi mà gì sữa mẹ của chúng ta quá ít hoặc là mẹ không đủ sữa và cái điều kiện không thể cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, thì cái giải pháp tốt nhất lúc này đó chính là chúng ta sẽ tìm một cái nguồn sữa công thức để bổ sung thêm cho con của mình. Và đây cũng sẽ là cái giải pháp thì tốt nhất cho mẹ và bé lúc này. Và hiện nay thì trên thị trường đang có rất nhiều các loại cái sữa công thức khác nhau, và thực sự điều này làm cho các mẹ bối rối, không biết lựa chọn là sản phẩm nào sẽ phù hợp nhất cho con của mình. Thường thường thì mình cũng thấy rằng các mẹ sẽ lên trên internet để tìm hiểu, rồi cũng sẽ vào một số những group Facebook hay là gì hỏi ý kiến những mẹ bỉm sữa từ trước có kinh nghiệm rồi, làm thế nào để tìm được cho con một cái dòng sữa nó có cái công thức mà thì thành phần gần giống với sữa mẹ nhất, và đặc biệt làm sao con phải cảm nhận được cái hương vị nó gần na ná giống với lại thì sữa mẹ, để khi mà thì kết hợp với sữa mẹ thì con sẽ thì hấp thu được chất dinh dưỡng một cách toàn diện nhất, và đồng thời cũng sẽ thì nó quen sữa và không bị bỏ bú khi mà thì kết hợp giữa sữa mẹ và thì cái dòng sữa công thức này. Và thì ngày hôm nay thì bác sĩ Sơn cũng sẽ chia sẻ với các bạn về một dòng sữa phù hợp, và thì cũng chia sẻ với các mẹ về những cái kiến thức về các thành phần ở trong sữa mẹ như thế nào để chúng ta có một cái sự lựa chọn gì tốt nhất nhé. Hiện nay thì trên thị trường đang có rất nhiều những cái dòng sữa công thức khác nhau, và cái điều này thực sự làm cho các mẹ bị bối rối, không biết là dòng sữa nào sẽ phù hợp nhất cho con yêu của mình. Với những cái thói quen thông thường, mình thấy rằng các mẹ sẽ lên trên internet, lên trên mạng để tìm hiểu thông tin, và hoặc là thì chúng ta sẽ vào những nhóm group Facebook để hỏi những mẹ bỉm sữa mà đã có nhiều cái kinh nghiệm làm thế nào để chúng ta tìm được một cái dòng sữa nó có cái thành phần công thức nó gần giống với sữa mẹ, rồi có những cái hương vị nó sao nó gần gũi, gần giống với sữa mẹ, để khi mà thì chúng ta kết hợp với lại sữa mẹ thì sẽ không làm cho các bé bị lạ sữa và không bỏ bú, và đặc biệt đó chính là để sẽ giúp cho các bé sẽ hấp thu được một cách tối đa nhất để phát triển cho bé. Và thì hôm nay thì bác sĩ Sơn sẽ chia sẻ với các bạn về những cái kiến thức về thành phần các chất dinh dưỡng ở trong sữa mẹ, và cũng sẽ giúp đỡ các bạn tiết kiệm thời gian để chúng ta tìm ra một dòng sữa công thức sẽ phù hợp nhất cho các bé của mình nhé. Và như chúng ta cũng đã biết thì trong thành phần chính của sữa mẹ sẽ bao gồm chất xơ, chất đạm, chất béo, rồi các hệ kháng nguyên, kháng thể, và thì đặc biệt là thì có rất nhiều vitamin và khoáng chất. Với chất xơ và hệ lợi khuẩn thì trong sữa mẹ sẽ có prebiotic và thì probiotic sẽ giúp cho hệ vi khuẩn đường ruột của con phát triển một cách toàn diện và hấp thu chất dinh dưỡng một cách thì tối ưu nhất. Ngoài ra nữa thì trong thành phần chính của sữa mẹ không thể bỏ qua được chất béo. Chính chất béo sẽ giúp cung cấp năng lượng tới 50% để cho con có thể thì hoạt động hàng ngày. Và thì chất béo sẽ là một cái chất dung môi để mà giúp cho con có thể hấp thu được các chất vitamin một cách thì tối ưu nhất. Chất đạm hay chúng ta còn gọi là protein, đây là một thành phần vô cùng quan trọng ở trong sữa mẹ, giúp cấu thành lên cơ thể của bé, cung cấp các nguyên liệu để xây dựng cho hệ cơ xương khớp của bé phát triển một cách toàn diện, vững chắc. Và thì protein của chúng ta thì có hai loại protein, đó chính là whey protein và casein protein. Trong sữa mẹ thì cái tỷ lệ whey trên casein của chúng ta sẽ là tỷ lệ 6:4, sẽ giúp cho bé sẽ hấp thu được tốt hơn và chống được táo bón. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có chất bột đường, hay của chúng ta còn gọi là gì, carbon hydrate. Với chất bột đường này thì sẽ giúp cho trí não của con, các tế bào sẽ phát triển tốt hơn, các neuron thần kinh gắn kết một cách toàn diện hơn, và thì sẽ giúp cho cái hệ đường ruột, hệ tiêu hóa của bé phát triển tốt, hấp thu các chất dinh dưỡng một cách tuyệt vời hơn.
trong môi trường bên ngoài thì chúng ta cũng biết rằng có rất nhiều các vi khuẩn có hại cũng như là các tác nhân gây bệnh. Và khi cơ thể của trẻ bị các tác nhân này tấn công thì trong sữa mẹ sẽ cung cấp một cái nguồn kháng nguyên kháng thể dồi dào để giúp cho cơ thể của bé chống lại các tác nhân gây bệnh này. Bé có thể sẽ phát triển một cách toàn diện và lớn lên một cách an toàn, khỏe mạnh. Và đặc biệt đó chính là thì trong sữa mẹ còn có rất nhiều sắt, canxi, selen sẽ giúp hấp thu một cách tối ưu và thì giúp cho hệ xương răng của bé chắc khỏe, cũng đồng thời giúp cho trí não của con phát triển một cách thông minh và toàn diện. Trên đây là những kiến thức và những thông tin rất bổ ích về sữa mẹ, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự định hướng rõ ràng, lựa chọn những dòng sữa công thức phù hợp cho bé yêu của mình. Và Danalac Gold Pro cũng là một trong những dòng sữa mà bác sĩ Sơn đã tìm hiểu rất kỹ, và cũng thấy rằng cái công thức, cái thành phần nó giống tương tự với sữa mẹ, với những tỷ lệ dinh dưỡng rất là cân bằng, giúp cho bé yêu của chúng ta phát triển một cách toàn diện. Đầu tiên thì Danalac Gold Pro sở hữu một cái công thức độc quyền Symbiotic, nó cung cấp một cái hệ chất xơ prebiotic và hệ vi khuẩn có lợi probiotic sẽ giúp cho cái hệ vi khuẩn có lợi Bifidobacteria ở trong hệ đường ruột của con phát triển một cách tối ưu và tốt nhất. DHA và ARA là những axit béo đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của trí não cũng như là thị lực của trẻ nhỏ. Và trong Danalac Gold Pro thì cung cấp một cái hàm lượng DHA và ARA, đó chính là 7,7mg trên 100ml, một cái hàm lượng mà theo Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến nghị là rất tốt cho sự phát triển của trí não của con trong cái giai đoạn từ 0 cho đến 6 tháng tuổi. Và ngoài ra thì DHA và ARA còn giúp giảm cái tỷ lệ bị dị ứng da và dị ứng cái đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Danalac Gold Pro sao chép một tỷ lệ hoàn hảo đạm whey protein trên casein protein trong sữa mẹ, đó chính là tỷ lệ 6/4. Cái tỷ lệ này sẽ giúp cho bé hấp thu chất dinh dưỡng một cách gì tối ưu nhất và đặc biệt là gì chống táo bón ở trẻ nhỏ. Ở ngoài ra thì trong Danalac Gold Pro sẽ cung cấp 26 loại vitamin và khoáng chất sẽ giúp cho cơ thể bé phát triển một cách toàn diện, cung cấp cho bé một cái nguồn năng lượng dồi dào cho những cái hoạt động thường ngày của bé. Trên đây là những thông tin về dòng sữa Danalac Gold Pro, một dòng sữa mà bác sĩ Sơn rất là yêu thích và cũng đã dùng cho con yêu của mình. Bác sĩ Sơn vẫn mong muốn rằng các mẹ sẽ thật là vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc để có được cái nguồn sữa dồi dào cho con yêu của mình. Và đồng thời cũng chúc cho các bạn sẽ là những bà mẹ thông thái để có thể lựa chọn những nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho con yêu của mình phát triển một cách toàn diện. Danalac Gold, dinh dưỡng toàn diện, phát triển công dân toàn cầu.